Trùng rệp, trùng rệp, trùng rệp. Em Hoàng Dương xin chào cô chú anh chị em và các bạn nhé. Ở đây em đang có cái chai mà trùng rệp này. Một chai này nó là 450ml mà nó pha được khoảng tầm 400 lít nước cho một chai này, bằng với khoảng tầm 20 bình đeo lưng nhé. Nó sử dụng để đặc trị rệp sáp, rệp muội, rệp quẩy, mọt đục cành, sâu đục quả, cà phê, được cả bọ hà, sùng hà trên khoai lang nữa. Trị được cả kiến này. Kiến này thì có thể là cái về cái thời điểm mà chuẩn bị hái cà ấy, thì các anh chị có thể là dùng cái này để phun xịt lên, nó vừa được cả con sâu đục quả và con kiến, con rệp luôn. Sạch kiến, sạch rệp, sâu đục quả. Thuốc có vi độc thấm sâu này và tác dụng mạnh lên hệ thần kinh của côn trùng gây hại, có hiệu lực nhanh, mạnh và hiệu quả kéo dài ngay sau khi phun đối với các loại rầy rệp và sâu gây hại. Chai 400ml pha được khoảng tầm 2 phi nước là bằng với 400 lít nước này, bằng với khoảng tầm 20 bình đeo lưng, loại bình 20 lít nhé. Cảm ơn cô chú anh chị em đã xem video và hẹn gặp lại cô chú anh chị em ở video sau. Và nếu như cô chú anh chị em đang xem trên kênh em mà chưa có đăng ký kênh ấy, thì cũng có thể là bấm cái nút đăng ký màu đỏ bên dưới video này này và bật luôn cái nút chuông thông báo lên, để mỗi khi mà em có video mới đăng lên ấy, thì cô chú anh chị em sẽ nhận được thông báo từ những cái video đó. Hoặc cũng có thể là bấm vào cái nút theo dõi ở góc bên dưới video này này. Em xin cảm ơn rất nhiều.